Chào mừng mọi người đến với LNB Kino. Như anh em có thể nhìn thấy trên màn hình, môn phái Jordan là một môn phái hiện tại, theo như mà cô cảm nhận, là một môn phái hầu như rất là ít người chơi. Phải nói là như vậy luôn anh em. Với cái bộ kỹ năng của nó rất thích hợp ở trong giai đoạn đầu tiên, từ giai đoạn 0x là từ mới server mới á, đến tầm khoảng 60 là cái thời đại của môn phái vào đăng khí. Cái đó là mình đang nói về trước đó nha. Cái khả năng mà chơi chiêu số 4 cực kỳ mạnh của môn phái vào đăng khí, giúp cho vào đăng khí được lựa chọn rất là nhiều, từ những anh em top đúng không, đến 70 cấp là bắt đầu là cái sự lựa chọn sẽ nghiêng về môn phái vào đăng kiếm. Nhiều anh em thích vào đăng kiếm hơn, và với cái bộ chiêu của nó thì vào đăng kiếm nó sẽ cực kỳ khó chịu với cái mật tịch và với cái số điểm mà khi anh em tăng cái con vào đăng kiếm lên tới tầm khoảng 10x là chúng ta bắt đầu ít thấy lại cái môn phái võ đan, kể cả võ đan kiếm luôn nha anh em. Và lên 11x và hiện tại lên 12x thì hầu như không còn ai có thể trải nghiệm môn phái võ đan nữa. Nhưng mà hiện tại cô đang có mặt ở bên server 6, anh Phionispy, với cái môn phái võ đan. Chúng ta sẽ cùng xem anh ấy build đồ võ đan nào, võ đan kiếm hay võ đan khí. Và nếu như mà anh ấy có xem video này, lý do tại sao anh chọn võ đan trong cái thời đại mà toàn là những ông bá đạo dữ dội như vậy đúng không? Với lại võ đan hiện tại nó đang bị chững lại, không có một cái gì đó đột phá, thì chúng ta hãy cùng xem anh ấy build cái môn phái võ đan này như thế nào nha. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biểu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và đây là môn phái gì đây? Võ đan. Võ đan khí anh em, phải cái chuẩn. Anh Phionispy hiện tại đang có số tài phú là 3.900.082 tài phú. Sinh lực của anh ấy là 291k. Rồi nội lực là 90k. Cái nội lực ở trong cái game này thật sự là rất là ít luôn anh em. Nên là cái môn phái võ đan khí của chúng ta hiện tại đang khá là thiệt thòi, đúng không? Khá là thiệt thòi. Tấn công đó chính là 26k. Né tránh của anh ấy rất là cao nha, 8k. Bỏ qua né tránh 4k. Và nội công của anh ấy là 2k7. Thân pháp 2k9. Anh ấy đang cường hóa một set cộng 16, khả năng là cũng luyện hóa cũng mười mấy 20 hoặc có thể là mát luôn. Với cái tài phú này chắc khả năng là mát luôn cái luyện hóa rồi. Khí linh là 142. Và chúng ta hãy cùng xem cái vũ khí anh ấy. Vũ khí hoàng kim 120, thổ công thân pháp, tấn công nội công chí mạng và bỏ qua kháng tất cả. Thuộc tính thêm đó chính là tấn công và nội công. Anh ấy sử dụng là thổ công nội, một viên khuếch đại sát thương full thổ công nội. Rồi chúng ta sẽ cùng qua dây chuyền. Dây chuyền anh ấy sử dụng đó chính là sát thương chi mạng, bỏ qua né tránh, thể chất kháng kim, thân pháp kháng chi mạng. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chi mạng và kháng mộc. Bỏ qua né tránh một viên, còn lại là full né tránh. Năm viên né tránh và một viên kháng chi mạng với lại thân pháp. Rồi chúng ta qua cái nhẫn này, chính xác là thể chất, bỏ qua né tránh, thân pháp chí mạng, miễn sát thương chí mạng. Anh ấy sử dụng thuộc tính thêm kháng chí mạng và kháng kim. Rồi full sát thương chí mạng luôn. Qua cái ngọc bội. Cái ngọc bội là thân pháp kháng mộc, thể chất chí mạng, bỏ qua né tránh, miễn sát thương chí mạng. Miễn sát thương chí mạng. Chí mạng full. Có một viên chí mạng level 5 luôn. Cái này lên level 5 để kích khảm anh em. Rồi qua bên cái phù. Cái phù là thân pháp, bảo hoàn để tránh, hút sinh lực, kháng hỏa, kháng chí mạng, sát thương chí mạng. Rồi kháng chí mạng với lại là kháng thổ là thuộc tính thêm. Rồi miễn sát thương chí mạng full luôn. Rồi qua cái nón thì anh ấy sử dụng là nội lực tối đa, thể chất kháng chí mạng, kháng thổ, né tránh, sát thương chí mạng. Thuộc tính thêm là kháng chi mạng với lại kháng thủy. Anh ấy sử dụng là full quả công nội luôn. Qua cái bao tay thì anh ấy sử dụng là kháng kim, thân pháp, thể chất, nội lực tối đa, chi mạng và miễn sát thương chi mạng. Chính xác với lại kháng chi mạng. Rồi anh ấy sử dụng là thủy công nội.
cao anh ấy sử dụng là sinh lực tối đa nè, kháng chi mạng nè, kháng thủy nè, thân pháp né tránh miễn sát thương chi mạng. Thuộc tính thêm là thể chất với lại sát thương chi mạng. Sử dụng là nội công full, có một viên thu nhỏ sát thương. Qua cái đai anh ấy sử dụng là kháng chi mạng, hồi sinh lực mỗi nửa giây, sinh lực tối đa, thân pháp kháng mộc, bao qua né tránh. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chi mạng và kháng mộc. Rồi anh ấy sử dụng là full kháng chi mạng luôn, có một viên kháng chi mạng 5. Qua cái đôi dài anh ấy sử dụng đó chính là kháng hỏa, né tránh, thể chất, sinh lực tối đa, tỷ lệ hồi sinh lực và miễn sát thương chi mạng. Thuộc tính thêm là kháng chi mạng với lại kháng mộc. Anh ấy sử dụng full luôn một công nội. Đây là cái tinh chú của anh ấy, được 8 món tinh chú 120. Khảm thì đang được 3 viên màu vàng anh em. Khí linh 142. Ấn của anh ấy hiện tại là bỏ qua né tránh, kháng thủy, chí mạng và tấn công. Đây là một môn phái hệ thổ nên có kháng thủy thì hơi tiếc tí. Rồi, sử dụng cái ấn nghệ sĩ. Anh em mà top á, thì thường cô thấy là anh em sử dụng mấy cái ấn như là thiếu khanh, thượng khanh, quốc công, thừa tướng đồ nọ, những cái ấn đó nó trâu lắm anh em. Rồi chúng ta sẽ cùng qua cái phần kỹ năng đi. Kỹ năng của anh ấy hiện tại là anh ấy có được 4 món hoàng kim chụp lọc và có được cái vũ khí cường hóa cộng 16 đúng không? Nên là kỹ năng của anh ấy là cộng 2 tất cả rồi. Bây giờ mình coi sơ qua kỹ năng của anh ấy. Hiện tại là cô có nhận nạp hoàng trả với lại up kiếm tôm tất cả server luôn nha anh em. Anh em nào mà nạp hoàng trả với lại up kiếm tôm ở bên cô sẽ được mua kim long rẻ hơn ở trong server. Nếu anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô nha. Zalo son của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Võ đan khí công nè, tăng sinh lực, tăng sinh lực tối đa cơ bản. Thế vương tung là tăng tốc độ chạy, tọa vọng vô ngã, tăng full cái tọa vọng vô ngã này nó đánh mình vô cái mình hết mana rồi. Tăng full thật sự là cái vò tọa vọng vô ngã này nó triệt tiêu rất là sướng, nhưng mà hiện tại là cái nội lực của chúng ta nó quá thấp đi anh em, đụng vô cái hết mana. Mấy cái chiêu này nó cũng cần nội lực này nọ nữa nè, cũng khó chịu hết. Gặp thêm mấy ông mà có hút nội lực như là thằng Bình Giáo Kiếm hay là thằng Ngũ Độc Đao nữa, trời ơi. Có thêm thằng Đường Môn 7 nữa. Đường Môn 7 theo cô nhớ là cái mật tịch của nó, mật tịch của nó là nó có hút nội lực. Rồi qua cái thái cực vô ý, thái cực vô ý là tăng khi mà tấn công trúng mục tiêu thì có khả năng vạn kiếm quy tông sẽ giảm chờ 1 giây. Rồi qua thái cực thần công. Rồi võ đan Cửu Dương Công, nội lực võ đan tăng tỷ lệ gây choáng, nội lực tối đa và hút nội lực. Nội lực hiện tại càng cao sát thương càng cao. Nội lực càng nhiều là cái thanh nội lực của chúng ta càng nhiều thì đam của chúng ta càng cao anh em. Tỷ lệ choáng này tăng 60% thì nhiều anh em hỏi cô là nó tăng vô cái chiêu đánh thường hay là tất cả kỹ năng, thì theo như cô nghĩ thì nó sẽ tăng tất cả kỹ năng anh em, để cho cái khả năng khống chế choáng của cái con võ đan này tốt hơn. Khi mà tăng cái chiêu này, cái chiêu dạng kiếm quy tông này là hồi trước là mạnh lắm anh em. Sau đó là nó fit lại để có thể là nó hỗ trợ cho cái việc mà nó hồi chiêu liên tục đồ này nọ. Với lại là nhiều anh em nói là nó quá mạnh đi, đúng không? Nên là nó bị mất cân bằng. Tại vì cái môn phái võ đan của chúng ta, võ đan khí á, là nó đã có cái thuẫn để chặn sát thương. Rồi bởi cái mật tịch, bởi cái thuẫn á, thì cái mật tịch chung của nó, cái mật tịch chung của nó sẽ cho bất tử nữa, nên là làm cho cái con võ đan khí này nó quá mạnh đi, quá khủng khiếp đi. Vinagame họ nói là thôi giờ giảm chiêu này xong rồi, giờ anh em thấy là lên 11-12x là rất là hiếm, cực kỳ hiếm những môn phái võ đan khí, và nó là vậy luôn. Ở đây là thật sự là nó là một cái gì đó rất là đáng tiếc cho môn phái này. Vô ngã vô kiếm tuy đã được tăng sức mạnh, tăng đam, nhưng mà thật sự nó cũng không có gánh nổi một cái thiệt hại của môn phái võ đan khí. Và mình đang rất là mong chờ trong tương lai võ đan khí có thể quay trở lại. Tại đây là một môn phái truyền kỳ, nhắc tới võ lâm hay là nhắc tới kim thới thì võ đan là một môn phái rất là mạnh, đúng không? Bây giờ là võ đan không ai chơi cả, mình hy vọng, đang rất là hy vọng võ đan sẽ có người chơi. Rồi qua đồng hành anh ấy sử dụng là Trương Thiện Đức, Yến Tiểu Lâu, Nạp Lan Chân và Hồ Khôn. Coi tư chất luôn, coi kỹ năng cái kiểu đẩy lên 9 luôn ghê. Mấy cái 9 này thiệt luôn á, anh em tốn phải cái trưởng. Mật tịch thì bây giờ là Vinagame fit là rồi, không cho mình xem mật tịch nữa anh em ơi. Rồi thú cưỡi,
Thú cưỡi thì hiện tại đang là con thú cưỡi. Này thú cưỡi chắc cao nhất rồi đúng không? Cao nhất hiện tại rồi. Đó. Trang bị ngựa là bậc 6 hết. Kinh mạch hên quá, được xem kinh mạch nè. Được một cái là kháng tất cả, hồi sinh lực mỗi nửa giây và tấn công. Thuộc tính 3 là màu cam, thuộc tính 1 là màu xanh, thuộc tính 2 là màu tím. Cái này là thuộc tính 1 là màu cam, thuộc tính 2 là màu tím và thuộc tính 3 là màu xanh. Và cái này thuộc tính 3 là màu cam, thuộc tính 1 là màu xanh và thuộc tính 2 là màu xanh. Cái kinh mạch này nó dễ ẹt anh em. Quan trọng là anh em có điều kiện, anh em có tiền, anh em săn những cái để cho hỗ trợ nhân vật của mình á. Nó cũng đơn giản à, nó không có gì phức tạp đâu. Tại vì nó quá đơn giản nên là cô không làm video à. Nhưng mà lý do thật sự là cô không có tài nguyên để làm. Ông nào đầu tư cho tôi đi. Rồi có được mấy cái nguyên liệu đồ này nọ đi. Đó rồi tôi làm cho. Chứ thật sự cái này dễ ẹt à. Quá dễ ẹt à, quan trọng là anh em săn đồ thôi chứ không có gì hết á. Rồi cái nhân vật Phoenix Fire, một cái nhân vật mà sẽ truyền cảm hứng cho những anh em môn phái võ đen khí khác. Tại vì ở trên 12X hầu như không ai lựa chọn ấy. Mà giờ ổng lựa chọn không biết có ý đồ gì hay không. Ý đồ chắc thi đấu môn phái đồ này nọ cái kiểu không à. Chắc không có đâu anh em. Tại vì ban đầu cô định review anh ấy là anh ấy cổ mộ. Nhưng mà vô coi thiệt là anh ấy là phái võ đen. Ở đây là làm video luôn. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàng trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàng trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sengoku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.